đi tàu cao tốc qua đường hầm cũng có thể xuyên qua. Từ đó bắt đầu trồng khoai lang, đánh lương thực, tích trữ lương thực, thu lưu dân, luyện cường quân. Chiếc tam mưu, thu ngũ lông, phục thập hổ. Mở màn cho tam quốc tranh bá. Chương 1 Đã biến thành tiểu thí hài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngồi xe đạp đi tỉnh thành học tập lưu khai, trên đường thực sự nhàm chán, mở ra chính mình thích nhất xem tam quốc diễn nghĩa, khi thấy. Thuộc trung vô đại tướng, liêu hóa thành tiên phong. Các vị hành khách chú ý, đoàn tàu lập tức tiến vào đường hầm 104. Bỗng nhiên, theo bên ngoài xe tối sầm, đoàn tàu tiến vào đường hầm, liêu khai ánh mắt cũng là tối sầm, đầu cảm giác nhoán lên, một cái chớp mắt trống rỗng. Ai da? Ngón tay đầu, liêu khai mở mắt, đập vào mắt một con cua to bằng bàn tay, múa hai cái kìm lớn, đang gặm cắn ngón út. Hóa nhi hóa ca. Liêu hóa. Một tiếng kêu dồn dập cũng từ xa đến gần. Liêu khai hất tay ra, đè lại nắp cua. Tiểu dạng, còn muốn ăn ta. Xem ta không ăn ngươi. Hấp hay chiên? Hay là hấp đi? Nói xong, Liêu Khai đỡ tảng đá bên cạnh đứng lên. Hả? Sao tôi mới cao như vậy? Còn lưu ô thể? Chỉ hơn một mét, hoàn toàn là một đứa trẻ. Hóa nhi Hóa ca Liêu hóa Tiếng kêu dồn dập truyền đến, người cũng đã tới phụ cận Liêu khai vẻ mặt mơ hồ mờ mịt nhìn chung quanh, đột nhiên đầu đau nhức, giống như có ti chớp lóe lên trong đầu, đồng thời một cổ ý thức tiến vào trong đầu Liêu khai Thì ra tiểu thí hài này tên là Liêu hóa, buổi trưa cùng bạn chơi bùi nguyên thiệu ra sông ngoài thôn bơi lội, đột nhiên xuất hiện nước khô Liêu hóa ở trong nước liều mạng dãy dùa, nhưng là thân thể nhỏ gậy làm sao đấu được vô tình lũ lụt chậm rãi chìm vào trong nước bùi nguyên thiệu cách bờ gần chạy tới trên bờ chờ hắn quay đầu lại nhìn liêu hóa liêu hóa cách bờ xa đã không còn bóng dáng khóc lớn chạy vào trong thôn chạy đến nhà liêu hóa chính thúc chính thúc không đợi bùi nguyên thiệu nói xong cha liêu hóa liêu chính ở cửa thôn hô to vài tiếng liền xông về phía bờ sông sau đó cha bùi nguyên thiệu bùi a ngưu chạy tới không ít hương thân cũng chạy tới đối mặt với nước sông đào đào mọi người than ngắn thở dài liêu chính gấp đến phát mộng trong đầu lại càng trống rỗng nước này tới nhanh đi cũng nhanh nói không chừng chắn đến hạ du gốc nào đúng xuống hạ lưu tìm xem nói không chừng bị cây nha tảng đá lớn nha ngăn trở bà con cũng mồm năm miệng mười nói chẳng mấy chốc bà con được chia làm hai đội dọc theo hai bên sông tìm xuống hạ lưu Lưu Hóa linh hồn đã bị Lưu Khai thay thế gian nàng bám tảng đá lớn lộ ra đầu đang bị Lưu Chính chạy ở phía trước nhất nhìn thấy Hóa Nhi ngươi còn sống nói xong Lưu Chính chạy tới ông Lưu Hóa khóc lớn lên Hóa Ca Hóa Ca Bùi Nguyên Thiệu cũng khóc lên Lưu Hóa còn chưa thích ứng với nhân vật mới một tay còn nắm cua lớn Cảm thấy được lão tía ông mình muốn lên bờ về nhà Liêu hóa đột nhiên dậy khỏi tay lão tía Lão đảo chạy về phía tảng đá lớn Trong miệng còn hô to Điện thoại của tôi Ba lô của tôi Đâu còn bóng dáng của những thứ này Liêu hóa thất vọng nhìn chung quanh Đột nhiên một vệt màu trắng đập vào mắt Đó là một cái túi nylon Liêu hóa lúc này mới nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi cửa bà xã cho mình một cái túi ni bảo hắn thuận tiện ném đi lưu hóa thuận tay nhét vào trong túi nhỏ bên ngoài ba lô lấy túi ni thì ra bên trong là một củ khoai lang mọc mầm đoán chừng là mua khoai lang còn thừa một cái quên ăn vẫn để ở góc khuất mọc mầm tuy rằng lưu hóa có chút khác thường dù sao vẫn còn sống lưu chính cao hứng cổng lưu hóa cùng hương thân vui vẻ đi vào trong thôn chương 2 phá ốc cũng ấm áp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Khoai lang trồng trọt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Rõ ràng thực tế, cây hy vọng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thu hoạch khoai lang bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đi dạo huyện thành, giải hành tình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Món tiền đầu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thứ nhất năm mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Lời đồn đại Bất quá, ta thích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Đại sinh sản vận động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.